Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ với lại mọi người cái hệ thống lọc Overflow nha. Thì cái Overflow cách đây mấy ngày mình có chia sẻ một cái mô hình hồ của em Tuấn ở ngoài Bình Thuận. Thì cái mô hình hồ lọc Overflow đó là Tuấn chế, có nghĩa là mình không sử dụng cái hộp thông khí nha mọi người, mà mình chỉ làm một cái lỗ nhỏ để mình lấy khí thôi. Cái đó thì cũng rất là hiệu quả, nó đơn giản hơn cái mà cơ bản. Cái cơ bản ở đây thì mình sẽ sử dụng cái hộp thông khí. Thì nói về cái hộp thông khí ở đây nó sẽ có hai cái nha. Một cái là mọi người mua đó nó sẽ làm bằng thủy tinh. Thì hồ này mình đã được sự đồng ý của em Hải Âu ở tỉnh Long An nha. Riêng về cái hộp mà không khí để mà tạo cái lực nước cũng như là khi mà cúp điện á, nước nó sẽ tạm ngưng. Rồi sau đó khi mà có điện tự động nó sẽ mồi nước trở lại. Ở đây thì Hải Âu tự làm luôn. Thì hai cái mẫu này nó bao gồm một cái mẫu á, là mình sẽ làm bằng cái kính thủy tinh đó mọi người. Đây để mình quay cho anh em xem. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Cái này thì hầu như là mọi người khi mà mua cái hệ thống lọc Overflow á thì người ta sẽ bán luôn. Anh em mua cũng được, mà nếu mà mọi người chế cũng được. Cái này thì Hải Âu cũng đang chuẩn bị, trong thời gian sắp tới sẽ gửi cái thông tin chi tiết để mà làm cái hộp thông khí này nó bao gồm những cái vật liệu gì. Thì khi mà mình làm nó chi tiết, nó hiệu quả rồi thì mình sẽ chia sẻ lên cho anh em xem. Đó, mọi người thấy là nước từ ngay chỗ hồ chánh sẽ đi ra bên ngoài và nó gặp cái hộp thông khí này, nó sẽ tạo cho mình một cái lực nước đó mọi người. Nó tùy thuộc vào cái bơm ha. Ví dụ như cái bơm của mình mạnh thì anh em đi đường ống to, nước nó sẽ ra mạnh. Còn cái bơm mình nhỏ thì nó sẽ đi theo cái đường nước nó vừa phải thôi. Nói chung là nó tùy thuộc vào anh em chỉnh. Nhưng mà khi cúp điện thì nó sẽ tự động ngắt hướng nước cho mình luôn. Đây là cái loại thứ nhất mà Hải Âu tự làm. Và cái loại thứ hai đó là cũng là Overflow luôn, nhưng mà mình sẽ chế ra một cách khác nha anh em. Ở đây mình quay cho anh em xem. Mọi người thấy là ví dụ như cái đường nước của mình ra là ống 27 thì mình sẽ 27 lên 60 nha. Mình nói hai cái, nhưng mà bên cạnh đó mình làm thêm một cái đường ống thoát khí để khi mà cúp nước hoặc là cúp điện nó sẽ không có bị cái tình trạng là tràn ra bên ngoài. Rồi khi có điện có nước tự động nó sẽ mồi nước trở lại cho anh em luôn. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ hai cái mô hình này lên cho mọi người tham khảo. Thì nếu mà anh chị em cô chú thấy cái mô hình hồ nào, thấy cái cách làm nào nó tiện thì mọi người để lại cái phần comment bên dưới nha. Mình hẹn anh em tầm cỡ khoảng 2 tuần nữa mình sẽ lên full cái chi tiết cái cách mà làm cái hệ thống lọc Overflow chế giống như của Hải Âu để cho mọi người tham khảo nha. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade.